Xin chào các bác. Em đang test con vang Sansui DM1 dòng vang đến từ Nhật Bản các nhá. Dòng vang này thì chất âm rất là hay và với hình thức của vang thì cực kỳ đẹp các nhá. Cực kỳ đẹp luôn. Nó làm phải nói là cái hàng hãng ấy, nó làm rất là chất lượng. Ở đây thì em đang ghép cùng với một con đẩy Sansui luôn các nhá. Đồng bộ Sansui. Mã là vào DM1 này. Từ những cái tai này, có đẩy từ những cái tai này. Tai nó làm rất là dày dặn các nhá. Rất là dày dặn chắc chắn luôn. Trên mặt này, Sansui này. Từ những cái số series này, đấy, DA1 này, con này, đấy. Hàng xịn sò nó làm rất là chi tiết, hàng bãi nhưng còn rất đẹp thôi nhá, rất đẹp. Đấy. Bác nào đam mê những cái dòng đẩy cũng như là đồng bộ dòng loa của Nhật thì gặp dòng này thì rất là hay. Và con này thì nó là dòng vang số nhá, các bác có thể là chỉnh bằng tay được, đấy. Nhưng mà thường thì em chỉnh cho bác bằng trên máy tính rồi thì về các bác chỉ việc dùng thôi, các bác chọn các chế độ các bác dùng nó rất là tiện thôi nhá. Ở đây thì em sẽ test các bác. Tiện em test luôn cái bộ mic S800 này luôn để gửi cho các khách hàng này. Lắp luôn này. Con này thì nó có 4 đường out ra các nhá. 4 đường out ra này. Đường left ra này, đường center, đường sup các nhá. Tín hiệu đầu vào thì nó có bằng có đường 1 này, 2 đường vào và nó có một đường out ra bằng DAV các nhá, DAV. Con này thì có chế độ có cổng quang các nhá, có đường vào và cổng quang này. Đây, cổng quang này con này. Nó có cái vẫn còn cái nguyên cái nhựa này. Đây. Và con này thì kết nối máy tính sẽ có kết nối từ cái cổng này các nhá. Đấy, từ cổng đằng sau này. Đây em tháo ra xem này. Đấy. Đấy. À, trước nó cũng có cổng USB kết nối nhưng mà cổng đằng trước thì không kết nối được các nhá. Đấy, dòng này thì chúng ta nếu mà kết nối cổng sau. Đấy. Cổng RS232 các nhá. Cắm chắc lại ổ cái này nữa. Này, thì em sẽ con này thì nó có phần mềm rồi nhé, có phần mềm này. Con nào thích thì em sẽ gửi phần mềm này. Này. Ok, đã kết nối rồi nhé. Ở đây thì này. Để ví dụ đây là cái này là chế độ khởi động này, khởi động ví dụ khởi động là DJ chúng ta chọn này. Đây nó có cho các lưu là 1 này, 2 3 4 5 6 7 1 thôi nhá. 71 để các bác chọn. Thì các bác khi mà em lưu rồi thì các bác chỉ cần chọn ở đây thôi. Đấy, chọn ở trên này thôi. Đây có DJ này, VIP này. Đấy. 4 các bác có thể chọn được 5 cổng ở trên đấy này. Đấy, VIP thì nó có VIP 1, VIP 2, VIP 3. Đây, VIP thì có 1 2 3 này. Đấy. Đây là đường nhạc này. Nhạc là 1 cần này, nhạc là 9 cần thôi nhá. Đường mic của nó là 10 cần này. Đấy. Cái này nó có những cái chữ này thì rất là khó nhá. Đây, cái này là chỉnh repeat này. Đấy. Bên dưới là revert thôi nhá. Đấy. Ok thì em sẽ chỉnh cho các bác qua xong rồi alo bác nghe. À, bác nào thích vang nhẹ nhiều thì chúng ta có thể cho cái phần này lên này. Một ngày. Con này tiếng mic của nó rất là dày, tiếng rất là sạch các nhá. Tiếng mic rất là sạch và sạch. Còn nếu mà muốn nhại nhiều thì có thể tăng cái phần repeat ở lên này. Lê 1 2 5 6 7. Lê 2 3 4 5 6 7. Lê dày quá nhá và tiếng rất là sáng dễ hát, nói chung echo thì vào rất là ngọt, dòng vang phải nói động rất là xịn sò này, có cổng quang quá nhá, có cổng quang. Lê 1 2 5 6 7. Lê Lê 2 6 7. Lê 1 2 5 6. Lê 2. Về chống hú của nó, chống hú cũng rất là tốt quá nhá. Thì em sẽ cắt qua một số cái điểm hú này thì là các bác hát rất là ok. Ở đây thì em đang ghép một đôi 40, một đôi 30. Nó loa chép kèn nên là nó nếu mà dí vào này nó vẫn có tiếng rít này. Nhưng mà tí em sẽ cắt thì sẽ là ok quá nhá. Thì cắt này sẽ là ok. Lê 5 6 7 Lê
D 2 D. Bắt đầu có nhu cầu thì gọi sớm cho em nhé, theo số máy 0385 2228. Clip ngày hôm nay thì em giới thiệu các bác với cái dòng vang Sansui, cái dòng vang thương hiệu đến Nhật Bản thôi nhé. DA1 chất âm rất là hay và rất là dễ sử dụng. Các bác có thể chỉnh bằng tay được, hoặc là em đã lưu sẵn cho các bác này 1 2 3 4 5 41 coi nhé, 41 để các bác 41 để các bác về các bác chọn nhé. D 5 6 7 B. Rồi, xin chào các bác.